Tin Thiếu Nhi Thánh Thể Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Phú Cường chào đón 36 tân huynh trưởng cấp 2. Trên trang huynh trưởng Giáo Phận Phú Cường vừa chúc mừng 36 tân huynh trưởng cấp 2, Liên đoàn phê rô, Đoàn Công Quý Giáo Phận Phú Cường đã trải qua quá trình huấn luyện sa mạc tâm linh và sa mạc kỹ năng từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 vừa qua. Sa mạc tâm linh là một phần rất quan trọng trong chương trình huấn luyện huynh trưởng của liên đoàn Pero đoàn công quý giáo phận phú cường một trong những phương pháp huấn luyện và đào tạo các lãnh đạo phục vụ cho phong trào là phương pháp vào sa mạc đây là một phương pháp độc đáo và cổ điển do chính thiên chúa dùng để thanh luyện dân ngài 40 năm trước khi vào đức hứa hành trình huấn luyện các huynh trưởng và huấn luyện viên bao gồm các hoạt động vui chơi các trò chơi các khóa học tập các truyền thống đạo đức từ nội dung đến hình thức được nghiên cứu và sắp xếp theo trình tự lịch sử cứu độ từ cựu ước đến tân ước. Ý thức mình là huynh trưởng của phong trào thiếu nhi thánh thể. Xin chúc các bạn có một sự nhiệt huyết trong việc giảng dạy, bảo vệ và tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của phong trào. Do vậy, vì nắm vững các khung cảnh thánh kinh, hiểu rõ sự cần thiết và tầm quan trọng của thánh thể trong sa mạc và áp dụng đúng cách là điều kiện cần và đủ để tổ chức một sa mạc huấn luyện thành công.